Lưu ý, video có một số chi tiết vô cùng dị ứng, quý bạn và các vị cân nhắc khi xem tiếp. Bạn nghĩ rằng những con li ti lổm ngổm trên đầu người đàn ông này là gì nhỉ? Comment xuống bên dưới trước khi bắt đầu rõ ràng hơn nhé! Hey yo, mình là Nhanh Trí. Sau đây là top 1 những cái lược dùng để bắt cháy, nhưng chính xác nhất đó là cái lược nào? Một thời tuổi thơ dữ dội trong cuộc đời học sinh, không ai là không từng trải qua chiếc lược răng dày chí chít này, chiếc lược thần trưởng mà bà và mẹ hay sử dụng mỗi khi bắt cháy cho tôi đây rồi. Cách sử dụng rất đơn giản nha những bạn có cháy ơi. Sau khi gội đầu sạch, dùng dầu xả thoa đều lên tóc từ gốc đến ngọn, sau đó dùng một chiếc lược chải cháy như trên và cứ thế chải thôi. Bạn sẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy những con cháy, thậm chí chúng cháy bám đầy trên lược cơ. Lợi hại chưa nào? Dầu xả trơn láng bóng làm mấy con cháy cứng đầu sẽ tuôn theo dòng nước và mắc vào từng răng cưa của lược. Lặp lại cách này 2 ngày một lần, liên tục trong vòng 7 đến 10 ngày. Đảm bảo rằng đám cháy xù xì xấu xí lồm ngồm kia sẽ đăng xuất sạch khỏi mái tóc của bạn luôn. Thứ hai là một lời thách thức không thể nào nóng hơn mặt trời. Có một comment vô cùng hổ báo cáo trộn như thế này: ôi dào ôi, chị Nhanh Trí chẳng là cái đinh gì, có giỏi thì làm thử thách đặt quả trứng gà trên một chiếc đũa mà không rớt đi. Em gọi cả lớp và đăng ký kênh cho chị luôn. Ồ, lâu lắm rồi, không có ai máu chiến như thế. Nhanh Trí hơi rén, cơ mà thú vị. Bình thường để quả trứng trên đũa, nó sẽ dễ bị rơi đúng không? Sơ hở cái là vỡ ngay. Thế nhưng với tuyệt chiêu này, chúng ta sẽ dễ dàng làm cho quả trứng đứng im. Đó là cách nào? Lắc trứng thật đều hay tô màu cho quả trứng nhỉ? Một tuyệt chiêu đơn giản đến không ngờ, đó là chỉ cần lắc trứng thật đều mà thôi và đặt dựng quả trứng lên trên đũa. Bạn cứ buông tay thử ra xem, quả trứng không đổ xuống đâu, bởi vì khi lắc, lòng đỏ trứng bị lung lay rời khỏi vị trí ban đầu và làm cân bằng trọng lực quả trứng, giúp đứng im mà không lăn đi mất. Uầy, có tin nổi không? Với tuyệt chiêu này, chúng ta có thể trổ tài ảo thuật làm mọi người xung quanh trố mắt kinh ngạc đây rồi. Thế nhưng thành công nào cũng phải trải qua luyện tập đấy. Nhớ xin phép mẹ, nếu không vỡ trứng bị oánh đòn đó nha. Ở trên là thử thách nóng hơn mặt trời, còn thứ ba thì lại lạnh hơn cả Bắc Cực cơ. Đã bao giờ bạn gặp tình huống éo le hột me như thế này chưa? Eo ôi, trong bồn cầu bẩn quá vậy nè, còn hôi nữa phải không nào? Mình cần phải dọn sạch nó ngay. Nhưng cái thứ gì có thể làm sạch bồn cầu, bạn chọn cho mình nhé. Bạn đã có phương án chưa? Cọ bồn cầu khổng lồ và kem đánh răng là sự kết hợp vô cùng hoàn hảo. Tuyệt chiêu này rất ít người biết, thậm chí cả người lớn luôn còn chưa biết cơ. Thế nên cái này mà bày với mẹ hoặc chị thì kiểu gì cũng được khen trầm trồ cho mà coi. Dùng kim chọc thủng tuýp kem đánh răng, sau đó bỏ nó vào bồn nước nào. Wow, một mùi bạc hà thơm phức phảng phất đâu đây. Tiếp theo là đặt hạt ngô vào máy ép tóc ư? Wow, Lily nghĩ hạt ngô sẽ nổ thành bỏng ngô ngay lập tức. Cha cha, bạn có từng thử như thế này bao giờ chưa? Có tin vào sáng kiến này không nhỉ? Anh em nhìn thấy không? Nó có hiệu quả thật kìa. Không thể tin nổi được, lúc đầu mình chỉ nghĩ 1% thành công thôi đó. Đây đúng là một ý hay, nhưng mà nó cũng rất nguy hiểm vì máy ép tóc của chúng ta khi cắm điện sẽ rất nóng. Nếu không cẩn thận chúng ta có thể bị phỏng đấy. Và lại điện đóm nguy hiểm lắm, dễ cháy nổ và còn bị giật nữa cô. Vì vậy hãy nhờ người lớn như cha mẹ hoặc anh chị lớn thử nghiệm cùng nha. Còn nếu mà không được phép thì thôi, chúng mình dùng cách khác để nổ bỏng cũng thú vị lắm mà. Ngay bây giờ, bạn có muốn trở thành nhà sáng lập tài giỏi thông minh như ông chủ Facebook không? Hehe, thử ngay câu đố này để test cái độ nảy số nhanh không nhé. Một năm có 7 tháng 31 ngày, vậy đố bạn có bao nhiêu tháng có 28 ngày đấy? Mà chưa ai nghĩ ra hết trơn, đó là cả 12 tháng nhé. Bạn vẫn hoang mang style ư? Sờ ngay quyển lịch để xem nào, xem tháng nào chẳng có tới 28 ngày. Qua ngày 28 thì mới tới 29, 30, 31 chứ. Còn ở một diễn biến khác, theo dõi xem chuyện gì sẽ xảy ra và bạn sẽ trở thành một người ga lăng nhất nhóm đấy.
Ui là trời, cái lọ này dán keo 502 hả? Sao mà chặt vậy? Rồi sao mà mở ra được đây? Bạn đã gặp tình huống éo le hột me này bao giờ chưa? Hãy giúp cô ấy mở chiếc lọ ngốc nghếch này nhé! Sẽ sử dụng cách cho vào tủ lạnh, ngâm vào nước hay dùng băng dính nhỉ? Ồ, toàn cách thú vị thôi. Dùng một mẩu băng dính quấn quanh nắp, khi đã chắc chắn rồi kéo đầu bên kia. Vậy là giờ đây khi muốn nước ngọt về mà thấy khó mở lại chẳng nhờ ai được thì ta áp dụng ngay mẹo hay trong tầm tay này nhé. Hoặc những người chơi hệ độc lạ bình dương có thể tham khảo cách sau đây. Bước 1, lấy chai nước. Bước 2, vặn hỏng được. Bước 3, lấy cưa nhỏ. Bước 4, cắt nắp và cổ chai. Bước 5, chúc mừng bạn có thể uống rồi. Ăn uống no say xong, chúng ta chuyển sang ăn nhẹ miếng cao su cho nó thơm miệng bổ phổi nào. Ấy, bạn muốn bảo quản mấy món đồ ăn vặt vĩnh viễn không hết hạn không? Cùng xem và áp dụng ngay nhé. Mình có một hộp húp ba, mình có một thanh Kit Kat. Ví dụ người ta ghi trên vỏ là hạn sử dụng 3 ngày sau khi bóc, thì làm cách nào để bảo quản nó được vĩnh viễn đây nhỉ? Để vào tủ đá luôn, cất vào tủ kính hay không bao giờ bóc nữa? Thật là EZ Game, ghi hạn dùng là 3 ngày sau khi bóc thì hết hạn, có nghĩa là ta chỉ cần không bao giờ bóc, thế là bảo quản được vĩnh viễn rồi. Đây không biết có phải là một hảo ý kiến không nhỉ? Ôi không, bạn ấy đã bị một con rết cắn vào tay rồi, cần phải sơ cứu gấp, nhưng bằng cách nào đây? À, Nhanh Trí đã có những lựa chọn cho bạn đây, sẽ dùng quả dưa hấu, dùng chuối hay là dùng táo nhỉ? Và dễ thực hiện, đó là dùng quả chuối. Vỏ chuối có tác dụng rất tốt để chữa lành vết sưng đỏ khi bị côn trùng cắn, bởi đặc tính làm dịu mát, cảm giác ngứa ngáy gây khó chịu một cách nhanh chóng và hiệu quả. Wow, thần kỳ thật đấy. Cơ mà sau đó nhớ là đến gặp bác sĩ để chắc chắn hơn nhé. Còn nếu mà không thể đến gặp bác sĩ lúc đó thì bạn có thể ra hiệu thuốc để được các dược sĩ tư vấn mua thuốc và bôi nhé. Bởi vì Nhanh Trí không có muốn các fan làm sao đâu. Vậy còn câu hỏi lú hơn con cú này thì sao? Cây gì ai cũng gọi là mẹ nhỉ? Ủa, cái gì ta? Hơn 20 cái nồi bánh chưng rồi mà mình vẫn chưa nghĩ ra các bạn ạ. Tinh tong, người thông minh mới biết đó là cây rau má. Má hay còn gọi là mẹ đó. Ồ, lại trả quá đúng đi chứ còn gì nữa. Comment điểm danh ngay nếu bạn đoán đúng câu hách não này trong vòng 5 giây nhé. Thứ 10 là một bí mật chưa ai bật mí cho bạn biết khoảng 3 năm vừa qua. Và nếu mà không học được cái mẹo này thì có thể sẽ tiếc cả đời đấy. Tóc dính trên kẹo cao su thì làm thế nào để gỡ nó ra một cách đơn giản nhỉ? À, một sáng kiến tuyệt vời, đó là hãy nghĩ đến những lon coca ở trong tủ lạnh kia, bỏ ra, bật nắp và dội lên chỗ tóc bị dính kẹo nhé. Để một lúc thì bã kẹo sẽ rời ra, sau đó bạn xả sạch tóc như bình thường. Ta-da! Bây giờ mái tóc lại có thể vút keo và tung bay trong gió rồi. Ý ẹ, mót quá rồi mà, giấy vệ sinh đã hết, chỉ còn mỗi lõi thôi. Tạm dừng một tí và đừng vứt lõi giấy đi. Chúng ta có thể làm nhiều điều hay ho với nó đấy. Những cái điều hay ho đó là gì nhỉ? Có thể làm đồ chơi, đồ ăn hay để đựng nước đấy. Ê, trong thời gian suy nghĩ, mình đã đi vệ sinh rồi nên các bạn khỏi lo nha. Nên giờ rảnh rỗi quá xinh nông nổi nè, đem mấy cái lõi giấy vệ sinh cắt chơi chơi nào. Một vài bước đơn giản có ngay một em cáo cute hột me rồi. Chưa hết đâu, hai chiếc que này sẽ giúp chúng ta điều khiển em cáo này đấy. Buộc những sợi dây trong suốt vào, luồn lách từ trên xuống dưới, nối chiếc que vào em cáo. Ta-da! Xong rồi! Công nhận mình cũng khéo tay ra phết đấy chứ. Vậy là từ nay, bạn và em bạn hoặc anh chị của bạn có thể có những món đồ chơi handmade vô cùng dễ dàng phải không nào? Chơi xong rồi mà sao chưa ăn đã buồn ngủ quá nhỉ?
ai cũng biết rằng thức khuya sẽ rất hại cho sức khỏe, vừa bị mụn lại còn chẳng cao được nữa. Nhưng mà nỡ ngủ trưa quá đà rồi, phải làm sao để tối có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn đây? Sẽ chớp mắt liên tục, uống liền một cốc nước hay là đếm cừu từ 1 đến 100? Bí kíp này vô cùng quý giá nếu như nhà bạn có ông có bà đấy. Nếu cảm thấy khó ngủ, hãy chớp mắt liên tục trong vòng 1 phút nhé. Việc làm này sẽ khiến mắt chúng ta cảm thấy bị mỏi và muốn nhắm lại. Khi đó hãy tạm dừng mọi suy nghĩ lại và nghĩ đến một điều khiến bạn cảm thấy dễ chịu nhất. Ví dụ như một bản nhạc du dương. Đó là cách giúp bạn đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Đi đến đây thì chúng mình mới chợt nghĩ ra, hơi buồn một tí nên không biết có muốn nói ra không đây. Kỳ nghỉ hè đã sắp kết thúc, điều đó có nghĩa là chúng ta sắp phải căng não ra mà học rồi đấy. Nhưng tất cả các bạn đừng lo lắng quá nhé, năm học mới này sẽ siêu dễ vượt qua nếu bạn biết bí kíp sau đây. Đâu là cách học vui, dễ nhớ? Vừa ăn vừa học vừa xem nhanh trí, hay là vừa học vừa mở nhạc baroque nhỉ? Vừa học vừa mở nhạc baroque, nghe lạ đúng không? Lúc đầu có thể chưa quen nhưng sau 2 đến 3 lần nghe, bạn sẽ cảm thấy đầu óc rất thoải mái để có thể giải bài tập một cách dễ dàng đấy. Nhạc baroque đọc theo tiếng Bồ Đào Nha nha các bạn ơi, chứ không phải baroque đâu. Có nghĩa là ngọc trai xấu xí, được chứng minh là dòng nhạc cổ điển từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 18 giúp tăng cường trí nhớ, sáng tạo và giảm stress. Nó rất hợp cho sóng não con người. Bật mí cho các bạn biết nhé, các thiên tài và thần đồng nhí cũng rất thường xuyên luyện tập bằng nhạc tập trung này đấy. Các bạn thấy sao nào? Thử áp dụng để chuẩn bị dinh điểm 9 điểm 10 nhé! Nào, ngay bây giờ hãy kiểm tra lại những đồ dùng học tập của năm cũ nhé và bắt đầu với việc gọt bút chì thông minh sau đây. Bạn đã nghĩ ra cách nào để gọt bút chì mà không cần dọn đống vụn bút chì hỗn độn này chưa? Chúng ta sẽ sử dụng bóng bay, kẹo cao su hay là Rubik nhỉ? Một sự kết hợp giữa gọt bút chì và bóng bay ư? Ý tưởng này không tồi đâu. Giờ thì khỏi phải lo về đống vụn bút chì nữa nhé.